20 năm nhớ mãi một người. Anh còn nhớ không? Bây giờ anh còn nhớ không anh Hiền? Nhớ chứ. Người sao? Đâu, để coi cái bài khúc này nha. 20 năm mới nhớ mãi một người. Rồi, cái này là cái tình trạng chung của những cái cây mà sắp chết là do bộ rễ hết hả? Đúng rồi, do bộ rễ hết. Nó không phát triển được. Rồi, mình đem ra đây. Năm 21 nè anh chị. À, cái đợt cách đây 2 năm là anh cứu cái cây này ở vườn Mai Hai Hiền nè cả nhà. Bây giờ hôm nay sau 2 năm thì trời ơi, vừa chú 110 nè, 110 người xem rồi nè. À, đây 114 bình luận nè. Thục lũng à, mấy cây này chắc có lẽ là nhiều anh chị vườn Mai Hiền sẽ cứu những cây này như thế nào. Không tin. Không biết có ai không tin không. Nay bộ rễ nó là muốn chết rồi nè anh chị bạn ơi. Ừ. Xem cái cách cứu những cây này như thế nào. À, toàn khay không à. Toàn khay không anh Hiền ơi. Đây. Thì đây, bữa nay trong 2 năm trước á, bây giờ mình tạm tắt nha. 2 năm trước thì ở vườn Mai Hai Hiền có cứu cái cây này. Hôm nay em quay lại thì cái cây đó giờ vẫn còn ha anh. À, vẫn còn em. Cha, vậy là nó chưa chết. Chưa chết. Hên. Tại vì thường á, trong mấy tháng trước á, em có quay một số vườn của ngoại si, mà các anh chị cứ nói thằng Học mới đi quay toàn cứu ngoại si không, mà không thấy kết quả nó như thế nào. Xong chắc nó mấy cây nó chết luôn hay sao rồi đó. Mình giờ mình cái cây anh để đâu? Đây trong đây nè. Ngoài đó ha. Ừ. Mà nãy anh nói cái chỗ mà 20 năm nhớ mãi một người, anh chỗ có thể này, nhắc lại cái này cho mọi người không? Chỗ này đây. Dạ. 20 năm nhớ mãi một người là sao anh? kể lại cái cho bà con nghe chứ. Anh còn nhớ không? À, nói về cái cây mai đó rồi hả? Dạ. Thì nói chung là lúc đó là nó bị yếu rồi, nó thúi rễ nó không lên. À, cái cây này hả? À, cây này đây. Cái này à, nay nó tỉnh táo nó lại rồi, nhưng nó chỉ khắc phục được một phần nào thôi, chứ nó chưa có mà khỏe mạnh như những cây mai mạnh khác. Vậy tính ra cây này nếu mà cây hồi nãy là như cây này, tức là sau khi anh cứu 2 năm trời mà nó vẫn chưa ra tàn được hết gì hết. Rồi, chưa ra tàn nhưng mà nó sống nó lại rồi. À, đó là nó chỉ sống lại thôi. À, chứ nó không có thể nào nó mạnh khỏe như cái cây bình thường nữa. Đúng ha. Rồi, không mạnh khỏe như cây bình thường. Nó muốn mạnh khỏe bình thường thì phải kéo dài thêm vài năm nữa. À, trời, giống thì... như coi con người mà bị bệnh đó ha. Đúng rồi. Giống con người ta bị bệnh à. Coi như mình làm những cây mai này để mà mình học hỏi. Để mình biết cách để mình làm thôi chứ không gì. Chứ theo như cây mai mà 2 năm trước mà Hồng thấy anh làm á, dạ, cây mai chỉ nhổ dục bỏ chứ xài gì được, nó xài. Tớ mà hình như là bữa trước là hồi nãy trong cái clip là ở khúc này chỉ có một cái bầu nhỏ xíu không? Bầu đất trước nó bự, bầu đất tới đây thôi chứ. Ừ, đúng rồi. Bầu đất đó hồi nãy em thấy nó tầm khoảng cỡ 30 á. Ừ, nhưng mà cái chậu hồi trước là nó bự hơn cái chậu này. À. Mới bóp lại đó em thấy cái chậu hồi trước đó không? Đâu cái chậu trước bự, không cái chậu trước bự lắm. À, chậu trước bự bây giờ anh bóp vô. Bóp vô cho nó nhỏ là bị mình cắt rễ đó, mình cắt mình thâu nhỏ gọn lại. Tức là mình ép chậu á. Ép chậu đúng rồi. À, mai vàng coi như là mai vàng anh ép chậu đúng không? Ừ. À. Chứ bây giờ nó không ăn uống được gì mà để chậu lớn nó đâu có lên nổi. Cái clip trước hồi nãy thì em không có, bây giờ tự nhiên không có nhớ được hết cái giai đoạn mà bữa trước anh cứu, anh có thể nhắc lại cái quá trình mà cứu bữa đợt trước không? À, coi như đợt trước là coi như là anh phá hết cái phần chất trồng này ra. Dạ. Rồi qua nó mới rửa, xịt nước anh rửa. Xịt nước rửa cho nó sạch sẽ hết. Rồi bắt đầu mới là cắt rễ ra lại. Những cái đầu rễ nào mà đen mà lớn thì xài cưa cắt, những cái đầu rễ nào đen nhỏ thì xài kéo cắt. Coi như là cắt từ đen mà đến cái đầu rễ mà nó trắng là cái đầu rễ nó còn sống á thì mình mới ngưng cắt thôi. Còn cứ hai nó đen là lau cắt cái đó. Rồi từ chỗ đó mình bỏ hết những cái đầu đen đó, là những cái đầu đó nó không còn phát triển được nữa. Mà để thì càng ngày nó càng thúi. Nó úng lần vô. Dạng như nó bị thối rễ lại tiếng trùng ấy. Nó không sử dụng được. Nó không lên được. Mình cắt bỏ. Rồi mình vô chất trồng mình trồng lại. Nhau đợt đó là
Anh có bôi keo cái đậu rễ mà mình cắt không? Không không em. À, không bôi keo đó. Không bôi keo. À, bây giờ tới bây giờ là cũng mới được hơn 2 năm rồi anh chị nè. Nó tầm khoảng hơn 2 năm. Thì nó vẫn không có thấy đi đọt nhiều anh. À không đi đọt nhiều. Nó lên được cái tháng thôi. Nó chỉ lên được tháng máng thôi. Còn khi mà mưa già xuống thì nó không phát triển. Vì mưa già xuống nó dư nước. À, thấy cái tình trạng của nó là nó không hấp thụ được nhiều không ta? Đúng rồi, nó không hấp thụ được nhiều. À. Cái lá nó hiện vậy là nó biểu hiện cho anh. Coi như là cái bộ rễ của nó là nó rút cái dinh dưỡng lên không đủ để nó nuôi á. À. Thành nó cái bộ lá của nó cái màu xanh diệp lục nó không có xanh như của người ta. Cái này không phải là bị dư phân ha. À. Nó là lại khác. Rồi nó không có dày lá như của người ta. À, lá mỏng anh chị, lá mỏng hơn coi ta, lá mỏng mà nó gần xanh. À. Lá mỏng đúng không ạ? Lá mỏng, lá mỏng. Coi như tình trạng sống lay lất qua ngày hay sao á. Nhưng mà vẫn có nút nè. Rồi vẫn nút chứ. À. Năm nay cây này là anh đi có đi phân giống mấy cây bình thường không? Không, nó phải đi cho ăn riêng em ơi. Nó không đi phân chứ là. Mình cho nó liều lượng thấp hơn thì sao? Thấp hơn. Mà bây giờ nó cũng không đi đọt. Tại nãy cái cây hồi nãy trong cái clip cũ thì nó tàn nó cũng cỡ này à. Bây giờ không có đi đọt, bây giờ cái này anh định xử lý nó sao? Không, anh vẫn để như vậy. Rồi mình nuôi thử để mình kiểm tra cái tình trạng của nó như thế nào. Cái sức khỏe ra sao rồi nó phát triển như thế nào. Bữa trước chất trồng đây là anh làm thì cái tỷ lệ sao ta? À, cũng trấu xì dừa em. Tỷ lệ bao nhiêu? À, tỷ lệ 50-50. 50-50 trấu xì dừa với gì nữa? Thì nó chỉ trấu xì dừa không à, chứ anh không có xài co. Cái này là phân hả anh? Ừ, cái đó anh mới rắc cho nó mấy hộp. Phân gì anh? Cái này anh cũng xài ba cái LBK đó em. À. À, bây giờ là anh xài cho nó 16-16-8 hả? À 16-16-8. Mình rắc thử, mình nhấp thử cho nó mấy hộp để mình kiểm tra thử cái tình trạng của nó như thế nào. Còn cái tím tím này là anh xử lý tiếng trùng hay sao? À, tiếng trùng. À, là cái tím tím là nó hiệu gì đó anh? Nãy anh nói á. À, cái tím tím là nó ba cái thuốc để mà nó trị tiếng trùng với lại trùng với lại những con vi sinh vật có hại là ở trong chậu á. Mà cái tên nó tất nghe anh cũng quên rồi. Như nó là dạng hạt. Hình như khu vực vòng vòng đây là em thấy cây yếu có nhiều không anh? À, khu này là mấy yếu không em ơi. À. Coi như cũng tình trạng mình cứu nó tỉnh nó lại rồi nó có đi một vài đọt vậy thôi chứ nó không, cây này nó cũng không đi đọt khỏe, nó không có khỏe mạnh như là những cây kia, nhưng mà được cái hả nó ra đọt lá nó lớn hơn lá trong. Mà nó chưa chạy đọt nhiều ha. Đúng rồi, nó chưa chạy đọt nhiều. Nó chưa chạy đọt. Mấy cây này mình làm chủ yếu là để mà mình tìm hiểu để học hỏi thôi. Cây này là anh cứu được bao lâu rồi? À, cây này thì nó cũng một đợt chứ là hôm kỳ mà em quay cách này 2 năm á. À, cùng đợt đó luôn. Cùng đợt đó. Hôm nay ta dảo gì đây anh? Hôm nay dảo hộp em. Dảo hộp. Dảo hộp mà dảo Thủ Đức. Dảo hộp Thủ Đức. À, còn cây bên này. Cây bên này cũng vậy luôn. Cũng vậy luôn. À, cũng một thứ nó luôn á. Nó tàn không mà cây này, mấy cây này mà đặt tàn thì thôi là đẹp lắm á nha. Ừ, mấy cây này lúc mà nó còn hưng thở là cứ một cây là cho thuê là 20 triệu á. Ồ. Rồi xong về chỉ là lý do sao mà nó tụt cây dữ vậy anh? Coi như là cái thứ nhất á là cây cho thuê trong vòng một vài năm thì ta phải ngưng. Còn mình dạng như ham tiền á, cứ năm nào cũng cho thuê, năm nào cũng cho thuê á. Nói thẳng vậy ra luôn ha. Ừ, đó. Mình ham tiền mình cho thuê riết cây chịu không nổi. Tuột si cây giống gì. Còn ví dụ như những vườn anh em người ta có cây nhiều. Ví dụ như người ta cho thuê, ta cảm thấy cây hơi yếu là năm đó ta ngưng ta không cho thuê, ta cho thuê cây khác. Đó. Còn mình ham tiền, năm nào cũng cho thuê á. Cho thuê riết cây chịu không nổi. Nếu vậy cái lý do chính mà người ta về thuê mà cây đó mau tuột là do người ta xài như thế nào anh? À, coi như là thứ nhất á, là cây mai bông nó quá nhiều đi, rồi nó trổ nó bị kiệt sức cây. Rồi thứ hai về khách hàng nó không có chăm sóc như ở vườn mình á, nhiều khi bỏ khô hoặc nhiều khi tưới nước nhiều quá,
rồi có lắm lúc rồi cũng nước trà rượu bia rồi cũng đổ phí vào rổng, từ chỗ đó cái bộ rễ nó bị hư. Bộ rễ nó hư thì về tới mình thì mình khắc phục nó không nổi cái bộ rễ nó, thì từ đó cây nó tuột. Còn nếu mà cây nào về mình khắc phục được cái bộ rễ thì nó ra bộ rễ mới, thì cây nó tỉnh, nó khỏe, nó lại nó lên lại bình thường. Vậy là anh chị mà chơi mai là phải quan trọng nhất là cái phần canh nước á ha. À, phần canh nước, ví dụ nước. Như là phần đông á, nhà vườn nào cũng vậy, khi mà đưa cây cho khách hàng chơi thì dặn khách hàng là giữ ẩm thôi. Ví dụ như là cây lớn thì tưới nhiều, cây nhỏ tưới ít, yêu cầu trên mặt chậu ẩm thì không tưới, mặt chậu nó khô thì tưới. Rồi có nhiều khách hàng, nhiều khi ta thuê cây về ta chơi có một hai bữa cái ta đi du lịch rồi. À. Ai nhà đâu tới. Rồi ta cũng bỏ kệ luôn. Bỏ khô luôn. À. Rồi có người thì ta về ta thương cây, ta cưng cây, ta tưới riết úng rễ luôn. À. Nó rồi trong mấy ngày đó nằm trong nhà nó không quá nắng đó, nó không quang hợp được thì nó không có bài tiết được cái lượng nước trong chậu ra. Đó là một số cái lý do ha. Nó giữ riết trong rộng. Rồi có người thì ta cũng vô tình thôi chứ không phải là ta cố ý. Ví dụ nhiều khi cây mai để ngay chỗ cái sảnh hoặc cái phòng khách đó, rồi cái khi mà bạn bè tới ăn nhậu vui chơi mấy ngày xuân á. Dạ. Rồi đó chừng nhậu giải, ví dụ như người nhà hoặc là người giúp việc ta vô tình, ví dụ như rượu bia rồi còn dư thừa đó. À, đổ luôn. Giờ đổ chỗ khác vậy thôi, tưới nước cũng vậy nè, mình chế vô cho nó. Em nghe nói tưới bia, cái mai tưới bia nó khỏe mà ta. Nó xỉn em ơi, nhiều quá nó xỉn. Nhưng mà hình như tưới bất lượng vừa phải là hình như cái bia cũng có gì cái gì tốt mà phải không anh? Không, nói chung là dưới cây mai thì phần đông cái phần đó là bị cấm kỵ. Rượu bia, nước đá là cũng vậy. Yeah. À, có một năm anh gửi cho anh giữ cho khách một cây, coi như là cái rổ bị lớn rồi nè. Yeah. Cái rổ và đường kính nó khoảng chừng 30 là nó là nửa rổ. Yeah. Là nụ không chứ không có bông nha. Cái mai bông rất là sai bông, lên bông chùm, cứ một nút nó ra là bốn nụ năm nụ không. Rồi về thì cái mai nó lên nó đứng bông sớm quá đi. À, khách hàng sợ là Tết là không có mai chung Tết, cho nên là khách hàng cũng nghe người ta nói là mình đưa nước đá vô á, đưa nước đá vô xong xuôi là mình ủ nó lại thì cây mai nó sẽ hãm, nó da dạng như đào rồi đó, hãm thì nó sẽ trổ chậm ra lại. Rồi khách hàng mới đưa nước đá vô, đập đá ủ giá hết vòng cái mặt chậu hết, đêm tới sáng rụng sạch không còn cái nụ nào hết. Trời ơi. Rồi mới điện bán vốn thì anh mới nói là anh xuống tại chỗ anh kiểm tra luôn. Kiểm tra xong là anh nói cái này là do khách hàng chứ không phải do tôi. Khi cây mai bị sự cố là ở nhà vườn người ta biết, mà cây mai mà chở từ ở đây mà lên tuốt ở trên đường cách mạng tháng 8 mà khu ông Tạ đó, nó nói vậy cho bà con dễ hiểu là khu ông Tạ đó, thì trên cái thùng xe nó bằng sắt mà đi thì nó là phơi nắng, thì biết là nó cái độ hầm của nó như thế nào. Vì tháng 12 mà rất là hầm nóng, mà cái khí hậu của thành phố thì bà con cũng biết rồi, nó rất là khắc nghiệt. Mà đến vườn thì không có rụng bông, không rụng nó, cái mai vẫn bình thường. Mà khi giao rồi thì một đêm tới sáng qua hôm sau là điện báo là cái mai rụng hết. Tôi xuống tôi kiểm tra nó là không phải, cái này là do người nhà xử lý bằng cách nào. Theo nhận định của tôi thì tôi biết cây mai này bị ốp đá, nhưng mà cái người chủ thì đổ thừa cho mình. Nhưng mà tôi điều tra ra tất nhiên là những khách hàng lân cận gần gũi đó thì người ta xác định là tôi nói chính xác không sai, cây mai ốp đá là sợ trổ sớm nên đập đá ốp vô. Sợ trổ sớm nó bị sốc, nó chịu không nổi. Bởi vì cây mai mà khi mà nó đã trổ bông sớm thì nhà vườn biết là nó sẽ lên bông sớm thì nhà vườn sẽ hạn chế nước. Yeah. Và khi mà giao cây thì nhà vườn cũng dặn báo khách hàng đừng tưới nước, để trong nhà thì không cần tưới nước. Thì chỉ 2 ngày 3 ngày sau thôi thì cây mai nó bình thường không có gì hết. Rồi đầu tưới nước thì nó sẽ trổ, thì nó sẽ lọt vô là 29-30. Thì mùng 1 là cây mai nó dặn thật. Nhưng mà cứ về cứ thấy vậy cứ đưa nước đá đập vô ốp rồi cây mai nó đang khô, đưa nước vô là nó sốc. Nó vừa sốc nước mà nó vừa sốc đá, nó vừa sốc lạnh, rụng nó ra luôn. Nhiều khi là cái người chủ nhà người ta xem trên mạng kêu bông chỗ sớm là cũng do ảnh hưởng cái nhiệt độ nóng quá thì nó mau chỗ lạnh đó là nó hãm lại à, hãm lại. Bởi vậy mới chơi nước đá vô. Đập à đá để, vô.
để cho cái nhiệt độ nó giảm à. Đúng rồi, nhiệt độ giảm. Nhưng mà cái độ giảm của nó đột ngột quá, cây nó chịu không nổi. À, nó giảm đột ngột. Đột ngột. Nó đang nóng mà đưa cho nó thay đổi quá thì, nhanh hả? Thì y hệt như mình mà em đang, ví dụ đặt rồi em đang ăn lẩu đi. À. Đó là nó là độ nóng rồi phải không? Dạ. Rồi cái em cầm ly bia hoặc ly nước đá em uống như đây là hàm răng em bị ê liền. À đó đúng rồi. Đó là coi như là nhiệt độ thay đổi đột ngột đó. À. Rồi cái nú răng hoặc đúng là rồi, cái hợp cơ lý. Thể hoặc là miệng mồm này nó không dạ. nó không thích nghi được. Nó dạ. không thay đổi kịp. Nó từ cái đó là nó mình cảm thấy nó ê răng liền. Ngay cả việc tắm cũng vậy. Dạ đúng rồi. Đang ở ngoài đang trời nóng mà nhảy vô tắm cái là có thể bị đột quỵ không chừng à. Đúng rồi. Đang đi trời nóng mồ hôi vật vã mà anh chị mà vô nhà tắm mà bật nhảy vô tắm một cái là dễ bị đột quỵ lắm nha. Nhưng mà sau này thì bà con Chân Mai thì nó lại khác hơn ngày xưa. Bà con Chân Mai lúc nào cũng uống cây mai thủ sớm hết. À. Tất nhiên là cứ hai giao mai 28-29 có bông là bà con ok. Mùng 1 trổ một cái rần cũng được, mùng 2, mùng 3 còn nhiêu cho nhiêu. À. Nhưng mà cây mai vô trong nhà nó trổ phải từ 2 ngày đổ lên thì nó mới rụng. Chứ đâu bao giờ mà nó trổ mà rụng liền đâu. Dạ. Đâu bao giờ nó trổ mà 100% đâu. À. Em thấy vậy chứ dưới tỷ lệ cây mai nó trổ mà em thấy nó vàng cây thì nó chỉ có 30% trên cây thôi. Là cây mai là vàng hết cây chỉ có 30%. Vì em tính đi, em đã thấy cái bông anh cho cái bông mai như mình đánh giá cây mai Thủ Đức đi, cái bông mai của nó là chỉ có 6 xăng thôi. 6 phần. Thì em đo 6 phần đó trên một cái nhánh mai mà mai Thủ Đức á thì nó chỉ là một phân là một nút. Hoặc 1,5 phân một nút. Mà một nút thì nó ra anh cho là 3 bông thôi. Thì em tính thì 6 phân của một bông nó che được bao nhiêu cái nút. Thì em đâu có thấy cái nụ nào đâu. Em thấy toàn là hoa không à. Dạ. Đó. Thì em nói là cây mai trổ hết rồi. Nhưng thật tới em nhắc cái bông đó em bỏ đi. Em thấy trong trổng nó còn mười mấy cái nụ xanh không hả. Dạ. Bởi vì cây mai thấy trổ vàng hết là chỉ mới 30% chứ chưa phải là hẳn là 100%. Thì từ chỗ đó là khách hàng ta chơi là khi mình giao mai là 26-27 Tết mình giao khách hàng ta chơi mới ra tới mùng 8, mùng 9, mùng 10 được. Chứ không làm sao chơi được tới ngày đó. Nó chịu bông lớn, bông nhỏ, bông lẹ, bông con, bông già, bông non. Ví dụ bông già, bông lớn nó bung trước, nó trổ trước. Còn những cái bông non thì nó trổ sau, hoặc là bông con nó cũng trổ sau. Bởi vì cái bông cái nó trổ trước 2 ngày thì bông con bắt đầu mới trổ. Nó là quy luật nó như vậy. Bông cái là phải trổ trước 2 ngày. Hai ngày bắt đầu nó tàn rồi bông con bắt đầu trổ lên. Thì mình cứ tính vậy, mình cứ kéo dài mình nhân ra thành đứa cây mai trổ không bao giờ hết bông. Dạ. Rồi hồi đó tới giờ từ đợt cút mai si tới giờ mình có cây nào mình bó tay chưa anh? Cũng có em. Có luôn hả? có bó tay luôn. Đây nè. Cái này bó luôn cái chân luôn chứ không phải bó chân luôn hả? Bó chân luôn nè, thấy không? Cây này ha anh, cây này bó tay hả? Bó tay rồi bó chân luôn. Bó tay bó chân nó khô luôn rồi nè. Nó bị gì lâu chưa anh? Coi như từ hôm đầu năm tới giờ đấy. Đầu năm tới giờ mình cứ để vậy luôn. À, cứ để vậy luôn. Để đó mình định để thí nghiệm hay sao mình để mình cứ để mình cứ kiểm tra nó coi như thế nào. À. Thì cái tỷ lệ chết nó đã 100% rồi. Giờ cái này là coi nó không ăn phân gì được hết. Không gì hết. Không ăn phân là nó vô còn là nó dư phân luôn hả anh? Không, coi như là cái trái nè, cái bộ rễ của nó dưới nó bị cái lý do gì mình không hiểu. Thành thử nó không có đưa dinh dưỡng lên cây được. Nó giống như bị úng hay gì đó. Úng thì nó không úng, bị anh nhổ ra anh làm lại hết rồi, thông thoáng hết rồi. À. Mà nó vẫn không chịu luôn. Không chịu. Mà dưới rễ đợt đó là nó còn trắng anh. Còn trắng luôn. Nó còn đẹp hơn cây mai mà anh cứu cách nay 2 năm mà. Sao lý do nó là nó còn đẹp hơn mà nó không lên nổi ta? À, không hiểu nó không lên nổi. Không biết là ngoài bữa giờ anh có nghiên cứu ra ngoài những cái lý do bộ rễ nó còn cái gì nữa không mà nó không lên được nè. Hay là cây này có bị nấm không? Thì mình chỉ nghi ngờ là mình giữ nấm nó đón nó là vậy thôi chứ bây giờ nó gặp cái tình trạng này y hệt như mà con người mình là nó bị ung thư mà thời kỳ cuối rồi. Còn cây bên này cũng y vậy luôn hả? À, nó cũng vậy luôn. Lá ủ rũ hết trơn rồi nè. Hai cây bó tay. Cái này mai mốt mà nhà vườn phải hùng với nhau mua một bộ siêu âm rồi em ray đồ á. Chẩn đoán bệnh hả? Cây bên này cũng nói luôn, em cũng thứ nó luôn. Ba cây à. Tình trạng đó.
Này này Phú Yên nè. Bạn có gì mình đem vô mình kiểm tra để mình đoán bệnh, chứ giờ mình chỉ đoán mò thôi chứ đâu có máy móc nào mình đoán được nó đâu. Cây này bị như bị nấm hay sao ta? Không, nó hư cây nó bị vậy em ơi. À. Mấy cây này anh có thử đợt nào mà này giống nó bị vậy xong cái nấm bệnh luôn, nấm hồng luôn. Chết nhánh. Ừ. Mấy cây này có thể khi nào anh thử anh xả nó xuống luôn chưa? Coi nó còn sống khúc dưới không? Thì bây giờ cái tình trạng nó vậy thôi, mình bó tay vô đâu còn làm gì được nữa. Mình biết là không không thể cứu nó nổi à. Thành tới anh không có làm luôn, cài bỏ luôn đi. Bỏ luôn. Ừ. Anh không thử xả ngắn xuống đây nó còn dưới nó còn còn sống không? Không, trong ở trong thì nó vẫn còn sống. Cành trong vẫn sống, anh cạo em coi. Chứ nếu mà nó không sống thì nó đâu có giữ được cái lá như vậy. Mà thấy không? Nó vẫn còn sống. Nè, nó vẫn còn sống. À, chứ nếu không sống thì nó khô vậy rồi nè. Mấy nhánh này nó chết. Không, nó vẫn còn sống, vẫn còn tươi. Ừ. Nè. Nó sống thì mình cứu nó đi chứ anh Hiền. Coi như những gì làm cũng làm rồi em ơi. Hết khả năng rồi ha. Hết khả năng rồi. Vậy là có 3 cây à. Có 3 cây là vô phương cứu chữa ha. Vô phương cứu chữa. Vậy coi như là để tránh những tình trạng này, coi như hồi nãy giờ là anh cũng có chia sẻ với những người mà mình chơi mình thuê cây mai về đúng không? Là phải canh nước. Với lại nhiều mình nói thêm cái là nhiều khi bà con mà anh chị gửi mai ở vườn á thì nói chung nhà vườn lúc nào ta cũng muốn làm cho cây mai tốt đẹp hết đâu trời. Để Tết là bà con có chơi rồi mình có tiền, bởi vì mình bằng mướn mà. Dạ. Tết là bà con có chơi mình có tiền. Nhưng nó có nhiều cái vấn đề xảy ra y hệt như những cây này tình trạng vậy. Thì bà con đổ thừa là chủ vườn làm hư cây chết cây. Dạ, bữa giờ có trường hợp nào mà khách hàng của anh là bà con mà không vừa ý bắn vốn hay là như thế nào với mình không? À, nói chung là nó có những cây thí dụ như vậy nó mà có khách hàng á, người ta hiểu được cái nhà vườn á thì Tết mình sẽ thấy cây khác người ta chơi. À, người ta không được vui nhưng mà người ta vẫn chấp nhận, giống như cây người ta gửi đúng không? À đúng rồi. Còn có khách hàng á thì gặp tình trạng này thì người ta không chấp nhận đó. Rồi người ta nói là mình làm hư cây của người ta đúng vậy. Chứ nhà vườn lúc nào cũng muốn làm cho cây mai nó mạnh khỏe tốt đẹp để có khách hàng chơi chứ, rồi mình mới lụm tiền được chứ. Gặp như tình trạng vậy thì làm sao lụm tiền được cây mai này của khách hàng. À, thì cây này của khách hàng mà cái anh đó chắc biết tình trạng này rồi ha anh. Ừ. Ừ. Rồi vừa rồi thì anh chị mình cũng vừa mình tham quan và xem là những cái trường hợp mà cây mai nó bị suy bị yếu, và mình thăm lại cái cây mà 2 năm trước là anh có cứu ha, nhưng mà tính ra là vậy là những cái trường hợp mà cứu mai suy thì nó không thể nào mà nó mạnh khỏe được như lúc đầu ha anh. Đúng rồi, không mạnh khỏe đâu em. Coi như là nó phải có cái thời gian. Này anh chỉ em coi cây này cũng có cây nào mà khỏe lại được như lúc đầu không? Này cũng thứ này nè. Đâu cây nào mà khỏe lại được đâu. Đây. Chắc mày hiếm lắm à. Nó mới khỏe được cái năm nay thôi. Cây này ha. À, chứ năm rồi nó cũng không được khỏe. À, cây này chắc cái giống cây năm rồi, chắc giống cây hồi nãy quá. À thì giống như hai cây. Giống cái hai cây tàn đúng không? À hai cây tàn nãy. Hôm nay là nó hơi đặc tàn lên chút nè. Gốc nó cũng 4 mấy đâu phải nhỏ đâu. Nay là nó còn thiếu tàn bên này một chút nè. Tài thiếu tàn bên phải chút xíu. Một thân một cốt mà mẫu tử nữa em thấy không? Cây này giá khoảng 4 trên 45 48 hoành. Bốn mấy trên 40. Nó thì năm nay thì nó tỉnh được chút. À. Rồi qua sang năm nó tỉnh được chút nữa. À. Nó, này em thấy đọt nó đi như là thấy là nó có tỉnh rồi nè. Nó tàn tụ nó có mà đọt đi được thì thấy ngon rồi. Năm nay anh định chơi luôn cây này không? À, nếu mà cây mai này ví dụ như là Tết, ví dụ như là lên bông rồi được, ví dụ có giao lưu được mình vẫn giao lưu. Còn cây này tốt nhất là một năm nữa là nó sẽ khỏe lại ha. Đúng rồi, cây này qua năm Tết thì ok. À.
Đó, vậy là tính ra là cú mai si thời gian rất lâu ha. Đúng rồi, nó phải có thời gian. Thời gian rất lâu. Thì ý như con người của mình mà bị bệnh hoạn em ơi. Dạ. Sức khỏe mình nó đã tuột rồi mà em muốn phục hồi lại thì nó phải mất cái thời gian. Dạ. Rồi phải dài 3 năm thì nó mới phục hồi được cái sức khỏe mình. Chứ đâu phải mà nó bệnh hoạn rồi cái điều trị bệnh hết bệnh cái ra mình mạnh khỏe như Lý Đức thì đâu có được. Nhưng mà cây nó có tuổi thọ giống như người không? Không. Cây. Cái cây thì nói chung nói về cái cây mai thì không đặt được vấn đề và tuổi thọ được, không nói được cái gì nói trước được hết, không nói trước được cái gì hết. Em biết là cũng có nhiều vườn anh em cây mai khỏe mạnh tốt tươi vậy tự nhiên nó tuột cái rột quá rồi. À. Mà tự động có cây mai mà cả hàng trăm năm luôn ha. Nó muốn tuột thì nó tuột. Yeah. Chứ đâu phải là nó yếu từ từ thì mình biết, nó yếu rồi nó si rồi nó chết thì cái đó là nó có hiện tượng báo trước. Thì mình biết mình không nói, còn có những cây nó khỏe mạnh bình thường mà nó muốn tuột thì nó cứ tuột. Nó tuột cái là nó sụp lá xuống nó chết luôn. Đó, vậy là mấy cây mai yếu đó nếu mà nó chơi được thì năm nay chắc nó cũng chỗ bông sớm rồi. Ừ. Ha. Đúng rồi. Như cây này lúc này nó đi đọt được thì mình an tâm. An tâm cái là nó giữ được cái dàn nút. Chỉ sợ lúc này nó không đi đọt được. Nó không đi đọt được thì dàn nút nó mau lớn, nó mập. Chậu sớm. Nó chậu sớm. Nó chậu sớm. Còn nó đi đọt được thì mình an tâm. Rồi thôi tới đây chắc mình sẽ tạm dừng kết thúc clip. Cảm ơn những chia sẻ ở vườn mai Hai Hiền của anh Hiền nha. Rồi đợi bữa sau có ở vườn mai Hai Hiền có những hoạt động về chăm sóc mai em lại tiếp tục quay tiếp cho bà con cô chú anh chị mình cùng xem nha. Tới đây mình chào cả nhà, xin chào. Rồi. Và hẹn gặp lại anh chị các bạn ở những clip tiếp theo. Cảm ơn, chào anh Hiền nha. Rồi chào.